Chào các bạn. Uh, video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thức đăng ký uh, cái um, vé tham gia cái sự kiện uh, uh, khai trương quảng trường kinh đô ánh sáng tại Ocean Park 2. Thì uh, có một cái đường link nhé, mình sẽ để bên dưới. Thì thì câu chuyện là uh, trong các sự kiện này thì có rất nhiều ca sĩ uh, và sự kiện diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 cơ. Thế thì các bạn sẽ căn theo cái thời gian của các bạn. Đấy, và câu chuyện là nếu như các bạn đăng ký thì nếu mà đông quá thì ban tổ chức cũng ngày đó đầy rồi người ta phải có công tác logistic thì người ta sẽ đóng cái ngày đấy lại và phải đăng ký lùi lại ngày hôm sau hoặc cũng có thể các bạn theo cái cái khu âm nhạc của các bạn ví dụ như là ngày 29 thì là khai trương của trường kinh đô ánh sáng sẽ rất đẹp và lung linh Thế ngày 30 thì nhạc nga ngày 3, 1 một tháng 5 thì nhạc italia ngày mùng hai tháng năm thì nhạc tây ban nha ngày 3/5 là nhạc Pháp thì các bạn có thể là tùy theo cái thời gian của mình có và cũng có thể là cái gu âm nhạc của chúng mình không lại lại biết tiếng Pháp lại phải đi như nghe nhạc Nga đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là đây thì cái công viên Royal Park. Nếu như các bạn uh, là cư dân, bạn đăng ký vé thì không mất tiền còn nếu không ấy thì là bạn sẽ mua mất cư dân mất vé là 150, còn người ngoài là 200 000 một vé. Cái quảng trường kinh đô ánh sáng thì sẽ rất đẹp uh, cái công nghệ mapping. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào Bây giờ thì chúng ta sẽ uh, vào đây Chúng ta chọn cái khu đô thị này Ấn vào cái đường link ấy Thế và cái căn này thì chúng ta nhớ là Ví dụ chúng ta căn là sao biển thì chúng ta gõ sao biển vào Ví dụ sao biển 5 Ví dụ 5 gạch ngang 25 chẳng hạn Hay là trà là trà là trà là Trà là thì bạn cũng gõ rõ đúng chữ trà là vào Đúng không? C này Đấy Gạch ngang nhé Ví dụ trà là 55 chẳng hạn Hoặc trà là 5 này. Trà là 5 này Gạch ngang 10 20 22 chẳng hạn đấy xong các bạn gõ đúng tên của các bạn này gọi số điện thoại này xong chọn sự kiện này thì bạn chọn ngày này bạn chọn ngày này đấy, ví dụ như vậy, con vé vào cửa thì đây tối đa được 5 5 vé bơi này đấy và bể bơi công viên Royal Park này và hai cái vé tối đa là hai vé coupon đấy bạn đi trưa hay đi tối thì bạn ấn vào đây tích vào đây xong bạn tiếp vào tiếp tục đấy sau khi bạn ấn xong thì thì sẽ có một cái 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 chữ này chữ thành công này này đấy thì người ta sẽ gửi vé về email của bạn đấy đây bạn sẽ có cái đây đây là vé coupon ở chỗ quảng trường kinh đô ánh sáng được uống bia và ăn xúc xích đúng không? Đây đây là cái vé vào bể bơi đấy đó là câu chuyện nó như vậy trong những ngày nãy thì mình cũng ở ở sự kiện thôi thì các bạn có qua đây hoặc là các bạn đăng ký bạn có gì khúc mắc thì bạn cứ kết bạn với mình qua số Zalo 090-115-6886 hoặc là tìm kiếm cơ hội đầu tư ở đây đến đây hôm nay mấy ngày đấy thì mình cũng đều có mặt ở đây thì các bạn cứ cứ đăng ký như thế cái đường link như vậy và có gì khúc mắc thì các bạn cứ inbox có thể là mình sẽ giúp đỡ được Cảm ơn các bạn đã theo dõi video